Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe cộng đồng số tháng 12 năm 2017. Trong chuyên mục hôm nay, xin gửi tới quý vị và các bạn một số nội dung chính sau đây. Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm sử dụng sổ tay chăm sóc sức khỏe sinh sản. Chế độ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong các cơ sở y tế tư nhân. Phòng bệnh mùa đông cho người già. Hiểm họa ung thư do hút thuốc lá. Nguy cơ nhiễm bệnh khi bị chó cắn. Ngay sau đây sẽ là các nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Với mục đích giúp các tỉnh tham gia dự án có cơ hội chia sẻ kết quả thực hiện, trao đổi kinh nghiệm triển khai, thảo luận và phân tích những khó khăn vướng mắc, cũng như trao đổi những đề xuất, gợi ý, kiến nghị, giải pháp và sáng kiến chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả triển khai sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ trẻ em trong thời gian tới. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, Sở Y tế Lào Cai và nhóm tư vấn kỹ thuật JICA đã phối hợp tổ chức hội thảo kinh nghiệm triển khai sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ trẻ em. Từ năm 2016, sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ trẻ em là một hoạt động trong khuôn khổ dự án phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai thực hiện tại 6 tỉnh Tây Bắc gồm Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Yên Bái và Hà Giang. Sau hơn một năm triển khai, mỗi tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định với những thuận lợi và khó khăn khác nhau. Tại Lào Cai, chương trình đã tổ chức cho các cán bộ chuyên trách của Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi và Trung tâm Y tế các huyện, thành phố đi tham quan, học hỏi tại tỉnh Điện Biên. Đây là tỉnh đã có kinh nghiệm tổ chức thực hiện sử dụng sổ tay từ năm 2012. Từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2017, Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản tỉnh đã tổ chức 3 lớp tập huấn sử dụng sổ tay cho 75 học viên là cán bộ làm công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản tại phòng khám đa khoa khu vực, chuyên trách sức khỏe sinh sản xã. Tổ chức 27 lớp tập huấn cho 675 học viên là nhân viên y tế thôn bản, chuyên trách dân số, cán bộ hội phụ nữ xã. Bên cạnh đó, tổ chức 16 buổi truyền thông trực tiếp tại 16 xã, thị trấn, mỗi xã một thôn về sự hữu ích của sổ chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em cho ông bố, bà mẹ và người chăm sóc trẻ. Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản tỉnh cũng đã hoàn thành các thủ tục đấu thầu và xin cấp phép in 11.600 cuốn sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em, thực hiện cung cấp sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ trẻ em vào cuối tháng 7 năm 2017. Tính đến hết tháng 8 năm 2017, Trung tâm Y tế thành phố Lào Cai và các huyện Bảo Thắng, Mường Khương đã hoàn thành cấp phát sổ cho 48 trạm y tế xã, phường, thị trấn. Tại hội thảo, các đại biểu cũng được nghe báo cáo, kết quả và kinh nghiệm triển khai sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ trẻ em của các tỉnh. Qua đó cho thấy việc triển khai và nhân rộng sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ trẻ em trong cộng đồng, đặc biệt ở những nơi vùng cao đối với phụ nữ và trẻ em có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Tuy nhiên, việc triển khai tại 6 tỉnh đang gặp phải một số khó khăn như hoạt động truyền thông sổ còn hạn chế, trình độ văn hóa của đồng bào vùng cao không đồng đều, gây khó khăn trong quá trình theo dõi, ghi chép sổ. Vẫn còn tình trạng người dân không đem theo sổ khi đến các cơ sở y tế. Tại hội thảo, các đại biểu đã dành nhiều thời gian để trao đổi kinh nghiệm, tìm giải pháp và sáng kiến chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả triển khai sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ trẻ em sao cho phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương. Sở Y tế Lào Cai vừa tổ chức mở thầu các gói mua thuốc chữa bệnh cho các cơ sở y tế năm 2018-2019. Lễ mở thầu được thực hiện theo quyết định số 5016, quyết định Ủy ban Nhân dân ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai nhằm cung ứng đủ thuốc phục vụ yêu cầu khám chữa bệnh tại các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh năm 2018-2019 và đảm bảo việc mua thuốc đúng quy định. Tại lễ mở thầu, đại diện các nhà thầu có hồ sơ dự thầu đúng quy định trong và ngoài địa bàn tỉnh Lào Cai đã thông qua các quy định về mở thầu và tham gia đấu thầu. Ba gói thầu được mở gồm thuốc generic, mua thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị và mua thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu. Có tất cả 90 hồ sơ tham gia dự thầu. Tổ chuyên gia đấu thầu thuốc Sở Y tế đã tiến hành kiểm tra niêm phong hồ sơ dự thầu, mở, đọc và ghi lại các thông tin cơ bản của gói thầu trước sự chứng kiến của lãnh đạo Sở Y tế và đại diện các nhà thầu. Lễ mở thầu được các bên liên quan tiến hành theo đúng quy trình, đảm bảo tính khách quan, công khai và nghiêm túc.
Kết quả trúng thầu sẽ được cơ quan có thẩm quyền công bố công khai trong khoảng 45 ngày sau khi kết thúc lễ mở thầu. Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa đưa ra ý kiến khẳng định bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với các cơ sở y tế tư nhân. Trong công văn số 5163 Bảo hiểm xã hội, cơ sở y tế ngày 17 tháng 11 năm 2017 gửi Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố hướng dẫn về ký hợp đồng và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2018. Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ yêu cầu các cơ sở y tế tư nhân bổ sung các văn bản còn thiếu theo quy định của Thông tư Liên tịch số 41/2014, Thông tư Liên tịch Bộ Y tế, Bộ Tài chính của Liên Bộ Y tế, Tài chính. Cụ thể, các cơ sở y tế tư nhân tiếp tục ký hợp đồng trong năm 2018 phải có thêm quyết định phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và áp dụng mức giá theo hạng bệnh viện công lập tương đương theo quy định tại khoản 6, điều 4, Thông tư Liên tịch số 37/2015, Thông tư Liên tịch Bộ Y tế, Bộ Tài chính quy định thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc. Theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế, để cơ quan bảo hiểm xã hội ký hợp đồng và thanh toán chi phí thì cơ sở y tế phải được phân hạng để xác định mức giá thanh toán và tuyến chuyên môn kỹ thuật làm căn cứ xác định mức hưởng bảo hiểm y tế của bệnh nhân khi khám chữa bệnh không đúng nơi đăng ký ban đầu. Đối với cơ sở y tế, việc được xếp hạng và phân tuyến còn là căn cứ pháp lý để thực hiện các dịch vụ kỹ thuật, sử dụng thuốc và chuyển tuyến người bệnh. Thưa quý vị và các bạn, mỗi khi bị chó cắn, người dân lại không khỏi lo lắng với nỗi lo nhiễm bệnh dại. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là nếu lỡ có bị chó cắn thì có nên tiêm phòng dại ngay không? Và việc tiêm phòng dại ảnh hưởng như thế nào tới sức khỏe? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những câu chuyện thực tế và phần tư vấn của các bác sĩ về căn bệnh này. Ông Hoàng Ngọc Liên, 63 tuổi, trú tại phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, không may bị chó nhà cắn. Mặc dù là chó nhà nuôi đã tiêm phòng dại, nhưng vì lo lắng, bác vẫn đến phòng tiêm Saipo để tiêm phòng cho bản thân. Hôm qua là xích con chó con, thì là hôm nay là cắn người quả tải. Cảm thấy không yên tâm là hôm nay phải tiêm luôn. Nhưng chó dại thì không dại, nhưng tiêm thì yên tâm nhất. Khác với trường hợp của ông Liên, anh Nguyễn Văn Phóng, trú tại xã Cam Đường, lại bị chó cắn trong một trường hợp khác. Trong khi đang đi tập thể dục buổi sáng, đây là một con chó lạ, vết thương khá sâu và chảy nhiều máu, nên anh đã nhanh chóng đến phòng tiêm Saipo để được tư vấn và tiêm phòng dại. Tôi đang đi tập thể dục buổi sáng thì đi bộ thì có con chó lang thang ở đường là đi cắn vào tay của tôi. Tôi đến đây đến trung tâm y tế dự phòng tiêm phòng dại. Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Lào Cai, trong 9 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh đã có hơn 1.500 trường hợp người dân bị chó cắn đến các cơ sở y tế tiêm phòng dại. Trong số những con chó cắn người, có 990 con tình trạng bình thường, số còn lại ốm, lên cơn dại hoặc mất tích không rõ tình trạng. Và khi mà chúng ta bị chó mèo bị dại cắn, ấy, thì những trường hợp chúng ta cần phải tiêm phòng ngay, đấy là những vùng bị cắn là vùng đầu, mặt, cổ, đầu chi, bộ phận sinh dục. Cái thứ hai nữa là những cái trường hợp khi bị cắn mà chó nó đang lên cơn dại, hoặc là khi chúng ta bị cắn ở cái vùng mà đang có dịch dại nó đang xảy ra. Và tiếp theo nữa là trường hợp mà khi bị chó cắn chúng ta không theo dõi được con vật thì chúng ta cũng cần phải tiêm phòng ngay. Trường hợp mà chúng ta có thể theo dõi được, đấy là những trường hợp mà khi con chó mèo nó cắn cào mình mà nó vẫn khỏe mạnh bình thường thì chúng ta sẽ theo dõi con chó trong vòng 10 ngày. Sau 10 ngày mà nếu con chó không có gì thì chúng ta không cần phải tiêm nữa. Một trường hợp nữa là chúng ta nếu như mà cái vết cắn nó có bị chảy xước, nó ở xa thần kinh trung ương đấy, và có nếu có chảy máu thì chúng ta cũng cần phải tiêm phòng, vừa tiêm vừa theo dõi chó. Và trường hợp nữa mà chúng ta nếu như chó mèo chúng ta đã nuôi có được tiêm phòng 2 năm liên tục, có giấy của y tế của thú y thì chúng ta cũng có thể theo dõi con chó được. Tuy nhiên là chúng ta
Cần phải lưu ý rằng việc quyết định tiêm phòng hay không tiêm phòng phụ thuộc rất nhiều yếu tố, ví dụ như là vị trí vết cắn, số lượng vết cắn, rồi độ nông sâu của vết cắn. Do vậy là khi chúng ta bị chó cắn thì chúng ta trước hết chúng ta phải xử lý vết thương thật tốt, sau đó chúng ta đến cơ sở y tế để được tư vấn xem có quyết định tiêm phòng hay không hay theo dõi chó. Khi bị chó cắn, trường hợp nào nên tiêm ngay, trường hợp nào theo dõi? Cách xử trí khi bị chó cắn: sát trùng vết thương bằng xà phòng dưới vòi nước, có thể dùng cồn, oxy già để rửa vết thương. Không được làm dập vết thương, đến ngay cơ sở y tế gần nhất để xử lý vết thương. Lưu ý, không được sờ vào vết thương bằng tay không. Không được cho các chất kích thích vào vết thương như đất, dầu hỏa, đắp thuốc lào, lá trầu không. Không được khâu vết thương, không làm dập nát vết thương hoặc làm tổn thương rộng hơn. Trong trường hợp bắt buộc phải khâu vết thương thì nên khâu ngắt quãng, bỏ mũi sau khi đã tiêm phong bế huyết thanh kháng dại vào tất cả các vị trí của vết thương. Không được đốt vết thương. Hiện nay, hầu hết ở nông thôn, các gia đình khi có vật nuôi thường không cho vật nuôi tiêm phòng dại. Khi người bệnh lên cơn dại thì không thể cứu được. Bên cạnh đó, khi bị chó cắn, hậu quả về sức khỏe, tinh thần và thẩm mỹ do vết cắn để lại cũng rất nặng nề. Dù chưa biết những con vật nuôi đó có mầm bệnh dại hay không, nhưng những vết thương khi chúng gây ra như trường hợp nêu trên là rất nguy hiểm. Chính vì vậy, thay vì việc lo lắng khi bị chó cắn, thì điều cần làm trước đó là cần phải tiêm phòng dại ngay cho vật nuôi. Thưa quý vị và các bạn, mùa đông với tiết trời mưa lạnh, hanh khô cùng với những đợt gió mùa chính là nguyên nhân khiến người cao tuổi rất dễ mắc nhiều căn bệnh khác nhau, đặc biệt như huyết áp, tim mạch, những bệnh liên quan đến đường hô hấp như viêm họng, cảm sốt. Mời quý vị hãy cùng tìm hiểu về những cách hay giúp phòng bệnh mùa đông cho người già hiệu quả. Tại các khoa nội hô hấp, nội tim mạch Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai luôn kín bệnh nhân là những người cao tuổi đang điều trị nội trú, phổ biến nhất là bệnh về xương khớp, viêm dạ dày, cao huyết áp, viêm phổi, viêm phế quản. Mặc dù mới bước vào mùa đông hơn một tháng nay, nhưng khoa đã tiếp nhận khá nhiều bệnh nhân liên quan đến các căn bệnh này. Nguyên nhân gây ra bệnh là do chuyển mùa, môi trường ẩm thấp, thời tiết biến động, nhiệt độ thất thường là điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn, virus phát triển mạnh, dễ ảnh hưởng đến sức khỏe người cao tuổi. Để chủ động phòng chống bệnh trong mùa đông, người cao tuổi cần chủ động nâng cao sức đề kháng của cơ thể, chú ý giữ ấm phần ngực và cổ. Đồng thời, người cao tuổi cần tăng cường rèn luyện thể dục thể thao phù hợp để nâng cao sức khỏe, duy trì thói quen lành mạnh trong ăn uống, sinh hoạt hàng ngày. Đây là việc làm cần thiết giúp người cao tuổi chống lại các loại bệnh tật, nhất là đề phòng tai biến mạch máu não, đột quỵ. Ngoài ra, người cao tuổi nên chống lạnh bằng cách áp dụng biện pháp sưởi ấm. Ở miền núi, nông thôn có thể dùng than củi, nhưng phải sưởi ở phòng thoáng gió, tránh ứ động khói. Ở thành thị, nếu có điều kiện thì sưởi bằng lò sưởi, quạt sưởi điện hoặc điều hòa nhiệt độ. Trong vệ sinh thân thể, người cao tuổi cần tắm rửa bằng nước ấm, tắm xong phải lau khô người và nhanh chóng mặc quần áo thật ấm. Vệ sinh họng, miệng sạch sẽ, thường xuyên, súc họng bằng nước muối sinh lý. Người bị bệnh tăng huyết áp cần hết sức tránh lạnh đột ngột, nhất là lúc ngủ dậy vào sáng sớm bởi tai biến, đột quỵ, nhồi máu cơ tim dễ xảy ra khi cơ thể bị lạnh đột ngột. Vì vậy, người cao tuổi khi tỉnh giấc nên nằm yên, thở đều khoảng 5 phút, sau đó mới bỏ chăn ra và ngồi dậy từ từ. Ngay sau đó cần mặc ấm và tốt nhất là ở trong nhà, tránh gió rét và mưa lạnh đột ngột. Theo nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới, thuốc lá gây ra khoảng 25 căn bệnh khác nhau cho người hút thuốc, trong đó có nhiều bệnh nguy hiểm như ung thư, phổ biến trong đó là ung thư phổi. Khoa ung bướu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai luôn kín các bệnh nhân ung thư nằm điều trị mỗi ngày. Có rất nhiều trong số đó là bệnh nhân ung thư phổi và cả những ung thư khác mà người bệnh có tiền sử hút thuốc lá lâu năm. Ông Vũ Ngọc Thanh, trú tại phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, khi thấy cơ thể mệt mỏi, đau ngực, khó thở và ho rất nhiều, đến bệnh viện khám thì cũng là lúc bác sĩ phát hiện ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối, đã di căn lên não. Mọi cử chỉ lời nói đã rất khó nhọc. Với sự giúp đỡ của người nhà, ông chia sẻ năm nay ông 65 tuổi, nhưng đã có thâm niên 50 năm hút thuốc lá. Cả thời trẻ của ông, mỗi ngày đều hút rất nhiều từ thuốc lá quấn thủ công cho đến khi có thuốc lá điếu. Và ông cũng mới chỉ bỏ thuốc được vài tháng khi sức khỏe đã quá yếu.
gia đình và bản thân ông cũng nghĩ đến một phần nguyên do của căn bệnh ngày hôm nay. Anh trai của tôi đã hút thuốc từ lúc 15 tuổi đến giờ này là gần 50 năm. Hút mà quá trình anh của tôi là hút quá nhiều thuốc, thuốc lá nên là đã gây đến cái sự việc hôm nay là bây giờ bệnh tình của anh tôi là cũng khá là trầm trọng so với xã hội bây giờ này là chúng tôi cũng chẳng biết nói gì, chỉ biết là nhắn nhủ mọi người là đừng lên hút thuốc nữa để tác hại quá là hại đến sức khỏe của con người, đối với mình, bản thân mình và đối với xã hội, đối với mọi người xung quanh. Theo nghiên cứu thì trong nhóm mà nguyên nhân gây lên bệnh ung thư thì thuốc lá chiếm tới 30%, và đặc biệt là trong ung thư phổi thì nguyên nhân do thuốc lá chiếm tới 90%. Trên cái bệnh nhân này thì có cái tiền sử hút thuốc lá lên tới 55, đó cũng là một nguyên nhân có thể coi là nguyên nhân chính gây nên cái bệnh ung thư ở trên bệnh nhân này. Trong thuốc lá thì đặc biệt là trong khói thuốc lá thì có cái chất hóa học gây lên ung thư phổi, đó là cái methylnitrosamine ấy, thì nó có tác động đến các cái tế bào niêm mạc của biểu mô phổi. Cái này nó là nguyên nhân để gây lên những cái đột biến dị và gây lên ung thư phổi. Theo nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới, nguy cơ bị ung thư phổi của những người hút thuốc cao hơn gấp 10 lần so với những người không hút thuốc. Mức độ tăng nguy cơ khác nhau tùy theo thể loại tế bào ung thư. Ngoài ra, những người hút thuốc còn bị tăng nhiễm virus, tăng nhiễm vi khuẩn thường, tăng lao phổi, tăng các bệnh phổi mãn tính, đặc biệt là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Tôi hút thuốc lá từ lúc ngoài 20 tuổi. Cả thuốc lá chủ yếu thuốc lào. Thuốc lá động cỡ 40 năm. Thì bỏ được cách đây 2 tháng hơn. Lúc cảm thấy là hôm nay nó tự nhiên nó đau, nó bút đầu. Thế là vợ con mới dục đi, tôi đi nhập viện. Bác sĩ thì kết luận sơ bộ, bác sĩ kết luận là viêm phế quản. Ông Thanh, ông Hà chỉ là một trong rất nhiều những nạn nhân đang phải gánh chịu hậu quả của việc hút thuốc lá trong thời gian dài liên tục. Tại Việt Nam, các bệnh liên quan đến thuốc lá là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, gây ra khoảng 40.000 ca tử vong mỗi năm, tức là có hơn 100 người chết vì thuốc lá mỗi ngày. Nguy hiểm hơn, những người hút thuốc lá thụ động cũng phải gánh chịu hậu quả nặng nề như ung thư phổi, sảy thai, đột tử ở trẻ sơ sinh, các vấn đề về hô hấp, tim mạch. Trong khi đó, đối tượng của hút thuốc lá thụ động thường là phụ nữ và trẻ em, những người cần được bảo vệ chu đáo hơn về sức khỏe. Chính vì vậy, mỗi người hãy cân nhắc thật kỹ trước khi cầm điếu thuốc lá vì sức khỏe của mình, của người thân và những người xung quanh. Quý vị và các bạn vừa xem xong chuyên mục Sức khỏe cộng đồng số tháng 12 năm 2017. Hy vọng chuyên mục đã cung cấp những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chuyên mục lần sau.